Mấy cô em gái Campuchia đang trang điểm nè các bạn. Đang làm tóc, chuẩn bị đêm cưới đó. Đó, bạn thấy gái Campuchia chưa? Lần đầu tiên mà đi đi đám cưới kiểu này mấy bạn. Trời ơi, đi ruộng. Bạn thấy ăn thấy trâu không? Quá trời trâu luôn. Đây là đất của Campuchia nha mấy bạn. Cũng có gì lỗi xuống đất Campuchia đó. Đó là trâu của Campuchia đó, người Campuchia đó. Để có dùng cho các bạn xem nè. Đó. Đó là trâu của Campuchia nè mấy bạn. Cũng đang đứng khu vực của Campuchia đó. Ủa nhà ở đâu mình đi đường ruộng không? Nhà đó đó mà xanh xanh đó hả? Rồi. Ủa giờ bình thường người ta bằng lúa rồi mình đi đường nào? Cũng đi đường ruộng luôn hả? Đi đường khác hả? Do là người ta không có bằng ruộng mấy bạn, cậu mình đi đường băng đường đồng cho nó nhanh đó mấy bạn, chứ bình thường cũng có đường khác để đi. Trời đất ơi, lần đầu tiên ngủ mới thấy đi đám cưới thì kiểu này á. Đám cưới Campuchia, lần đầu tiên trải nghiệm đám cưới Campuchia. Trời ơi con thường, trời ơi trời ơi. Các bạn nào mà thích cuộc trải nghiệm của Hữu cũng như là thích cái video của Hữu thì hãy nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ Hữu nha các bạn. Sáng lần đầu tiên Hữu mới thấy cô đi đám cưới kiểu này luôn á. Đi đám cưới Campuchia vượt đường rừng, vượt rừng đồng. Cũng vui. Chắc mấy cái đồng này người ta đợi mưa xuống mấy bạn. Mưa xuống người ta mới mặn mặn lúa lại được. Vì trong này trong đồng cao lắm, không có sợ lũ ngập. Ở trong này thì chuột dữ dằn luôn đó mấy bạn. Trong đồng bên này chuột dữ dằn lắm. Đó, cậu mình mới ra đón mấy bạn. Cậu thư của mình, nghĩa là em của mở Út mình đó mấy bạn. Ở trên kia, ở nhà xanh xanh trên kia mấy bạn là tới rồi đó. Mà tại mình đi đường đồng mấy bạn, mình phải đánh một vòng á. Chứ ngay chỗ này là ngay cái thủng mà cỏ mà mình không có chạy xe được nè. Còn đây là một vài cánh cánh đồng. Đây là cánh đồng của Campuchia nha mấy bạn. Bây giờ nãy giờ là quang cảnh Campuchia không á. Theo dạng như cũng ở đồng quê nha mấy bạn, chứ khu vực biên giới mà. Không có phải trung tâm của Campuchia nên mình cũng không có gì đặc sắc hết mấy bạn ơi. Bây giờ giống như cảnh đồng quê của mình vậy thôi. Mình cũng vậy thôi mấy bạn. Cứ điều ở trên này nó đất gò cao các bạn, hoang sơ, ít có nhà ở. Mà thấy tụi mày trâu kinh khủng luôn không? Quá trời trâu bò luôn. Ôi, đủ thấy rồi. Bây giờ là Hữu đánh một cái vòng qua cái thung lũng ở chỗ này nè mấy bạn. Cái trũng này tên trâu nè. Đánh một cái trũng ngay dũng này là đâu nè. Quá trời sốc luôn, các bạn thông cảm nha. Đường ở trong đồng nó sốc dữ lắm. Trời ơi trâu luôn kìa. Quá trời trâu luôn.
lần đầu tiên Hữu thấy nguyên cá đang câu bò nhiều như vậy mấy bạn. Mình không biết là của một người hay của nhiều người nữa. Nhiều lắm mấy bạn ơi, quá trời luôn á. Để Hữu zoom cho các bạn xem nha. Ơi xa xa kia nữa nè. Quá chừng luôn. Nãy giờ Hữu sốc quá trời sốc luôn mấy bạn. Ở đường sốc quá Hữu không có quay được. Mệt quá trời mệt luôn. Lúc đầu Hữu cứ nghĩ là ở nhà ở cặp ven sông hay ven ven quốc lộ hay gì đó mấy bạn. Hữu không nghĩ là ở trong đồng hoang sơ vậy luôn mấy bạn. Trời ơi. Cái này phải có ngựa cởi đi ngon lắm mấy bạn. Ok thì clip mà Hữu quay cho mấy bạn xem cái cuộc sống, cái cảnh quan của Campuchia cũng như là đường vào Campuchia mấy bạn. Thì bây giờ Hữu chạy tiếp đây, gần tới mấy bạn, đó trước mặt đó, nhà xanh xanh đó đó. Là tới rồi. Bây giờ Hữu xin phép Hữu kết thúc clip tại đây, Hữu chạy tiếp nha. Còn khi nào mà Hữu tới đám cưới thì Hữu sẽ quay cho mấy bạn xem đám cưới Campuchia nó diễn ra như thế nào cho mấy bạn. Đây đây là người Campuchia nè. Hết xăng hả? Đây là người Campuchia hết xăng đẩy rồi mấy bạn. Thì trong động có một cái hồ mấy bạn. Đây cũng có cái hồ, nhưng mà cái hồ này muốn cạn nước à. Còn cái hồ này thôi. Quá, là Campuchia đó mấy bạn. Hồi là bụi luôn. Cái này á, giống như đường đồng vậy chứ không phải là đường lộ, đường con đường thôi mấy bạn. Nếu mình chạy băng lên đường đồng đó thì bụi vậy đó. Đó thì bây giờ Hữu sắp tới nơi rồi đó mấy bạn ơi. Ở trong này thì ở trong này mấy bạn Hữu cũng yên tâm được phần nào, tại vì dịch corona thì đa số là ảnh hưởng từ Trung Quốc, từ những cái nơi mà công cộng đô thị rồi mấy bạn. Còn như là mình ở trong nông thôn đồng quê này thì mình cũng không đến nỗi, không có sợ mấy bạn. Đây là khu vực rồi, còn đây là của Campuchia thì đa số ở đây là ta chăn nuôi bò trâu mấy bạn đã thấy rồi đó, chuồng trại nhiều. Đó, đây là hoàn cảnh của Campuchia này đó. Nhà thì cũng giống như đồng quê á mình, nhưng mà cũng nhìn thấy chỗ này vẫn còn nghèo nàn nữa nè. Thì ở đây chắc cũng nghĩ đa số là vừa nói được tiếng Việt vừa nói được tiếng Campuchia nữa nè. Thì cậu mình cũng nói được tiếng Việt, vừa nói được tiếng Campuchia. Đây, để các bạn không biết là cái gì luôn. Về sàn. Đó, thì sẵn tiện Hữu quay cho các bạn xem một vài cảnh quan ở nơi này luôn nha. Đây, sau khi ở nhà sàn mấy bạn, Hữu thấy kiểu nhà sàn nhiều. Cây chó thì cũng có cái tre, có cây này kia, cũng giống như ở ngoài mình vậy thôi. Đây, chắc không nghĩ là tới rồi nha. Khi nào Hữu vào tiệc đám cưới thì Hữu sẽ quay cho các bạn xem nha. Ok, Hữu kết thúc clip tại đây nha các bạn. Hữu xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.